cái đồ không kim măng á mới chắc. Rồi quay nữa phải. Cái gì? Đó mỗi một thằng á thì đủ mà đem về đặng đây rồi thằng mày quay phim đặng lên mạng. Dưa hấu đây, dưa hấu đây. Ờ, 5.000 ký, 5.000 ký đây mày vô. Quay ra đâu, quay ta cực chết. Chào bà con cô bác nha, hôm nay mình đi chợ ở Phú Nhơn nè, gặp mấy ở đây bán dưa giới thiệu với bà con cô bác. Nay chợ như chợ Tết không, bán dưa không? Làm con tôi bún luôn nha. Rồi. Cái lò thấy gớm quay như cái lò. Hết cháo rồi anh còn bún à? Anh ăn bún nha. Gì đây nhỏ hả? Cái này bún riêu Vĩnh Long hả? Trên gao dạy xuống cho cá. Khách chấu nè, khách lòng tông. Trái bán của chắc cái đó cái gì con quên này gì cà na ăn nhiêu? 25 cái này có còn 15 mà hả? Bán có ngồi có bán 25.000 á. Để không đâu có biết làm đâu ăn. Có ấm mới kêu mà con đâu biết làm gì đâu ăn. Cà na 15.000 ký.
mà nói kỳ cục. Áo em bây giờ nó không có thẹn nữa. Mà thêm cả. Cái gì? Ông lúc này ông vợ ông không đi bán xiêm ông rảnh quá hả? Con cho con cho tí nha, nó tao quay chồng mắt rồi mày cứ tao nó ngọt thịt cái bác cho bà mày. Có. Em lâu lắm không ăn cá. Cá sặc của nhà hay gì chị? Bữa nay. Cái này đậu giếng hả? Phải sớm thấy mùa rồi mua. Người ta gửi phim. Này ốc gì vậy? Ủa sao làm món gì vậy? Khu này chờ bán dịch quá trời. Bán đi cây bùm bồm. Hả? Ở đây bán đồ mới thiệt, không có mới thánh, không có bón. Chạy mỗi ký mua lắm em chị thôi, em không muốn đây đâu, có tu nữa mà chị. Ngon lắm. Cây gì vậy ta? Cái này bùm bồm á. Bùm bồm, này mới xe. Anh đừng có trực tiếp nha. Bữa nay chạy cho quá trời xài luôn. Ai đó nhiêu ký vậy? Đây. Ai đó nhiêu lọ vậy nhúc nè? 15.000 chị. Chào bà con cô bác, thì nãy giờ cũng thường đã dẫn bà con cô bác đi cái chợ dòng ở chợ Thiên Nhơn quê mình á. Cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi. Mình thấy chợ này cũng bán rất là lớn và bán rất là nhiều đồ. Ốc nhỏ vậy.